Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ai âm mưu đưa ông Triệu Tài Vinh vật chồng. Bài viết của tác giả Trần Văn được đăng trên trang VOA Việt ngữ. Ông Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh Hà Giang lại lọt vào tâm của một trận báo. Thiên hạ mới phát giác con gái ông nằm trong nhóm 114 thí sinh tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2018, được ông Vũ Công Lương, phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng của Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang sở điểm. Để điểm tất cả các môn mà những thí sinh này đã thi đều cao ngất Vụ sửa nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 ở Hà Giang khiến cho dân chúng phẫn nộ vì ngoài việc được công nhận tốt nghiệp phổ thông trung học, điểm thi tốt nghiệp phổ thông trung học còn là cơ sở để xét tuyển vào đại học. 114 thí sinh mà bài thi nhiều môn vốn chỉ đạt 0,75 điểm hay 1 điểm, 1,2 điểm, được nâng lên thành 8,75 điểm, 9 điểm, thậm chí là 9,5 điểm sẽ lạt hàng trăm đứa trẻ xứng đáng hơn nhiều khỏi các đại học mà chúng và gia đình chúng mong ước. Vụ sửa và nâng điểm vừa kể bùng lên thành scandal sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo tuyên bố kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 tổ chức đúng kế hoạch, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, an toàn. Giờ công chúng không chỉ đòi Bộ Giáo dục Đào tạo thanh tra thêm hoạt động khảo thí ở Sơn La, mà còn thúc cơ quan này thanh tra hoạt động khảo thí trên toàn quốc trong những năm vừa qua. Cho đến giờ này, trừ con gái ông Vinh, người ta chưa biết 113 thí sinh còn lại đã được sửa, nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2018 ở Hà Giang là con cháu những ai. Tuy đứng mũi chịu xào, song ông Vinh rất tự tin. Thông qua báo chí, ông Vinh nhắn nhủ với công chúng rằng ông không biết gì về việc con gái ông bị nâng điểm. Ông Vinh còn nêu ra giả định chuyện nâng điểm cho con gái ông có thể là một âm mưu nhằm đưa lãnh đạo vào chồng liệu có bao nhiêu người tin con gái ông Vinh bị chứ không phải là được nâng điểm và có thể có cái gọi là âm mưu nhằm đưa ông Vinh vào chồng. Xem phản ứng của dân chúng trên cả hệ thống truyền thông chính thức lẫn mạng xã hội, ắt ai cũng thấy là chẳng có bao nhiêu người đồng tình với cách lý giải của ông Vinh. Ở Việt Nam có một thực tế là những viên chức như ông Vinh thích sao thì nói vậy, chứ không cần dân tin. Cách này 3 năm, ông Vinh từng khuấy động dư luận khi bị tố xác không chỉ gia đình mà cả gia tộc ông Vinh đang chia nhau nắm giữ những vị trí chủ chốt của nhiều ngành thuộc đủ mọi cấp ở Hà Giang. Bà Phạm Thị Hà vợ ông Vinh là phó giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Ông Vinh có ba em trai thì một người là bí thư huyện Quang Bình, Triệu Tài Phong, một người là phó chủ tịch huyện Hoàng Su Phì, Triệu Sơn An, một người là cán bộ lãnh đạo Sở Bưu chính Viễn thông Hà Giang, Triệu Tài Tân. Địa vị xã hội của em gái ông Vinh là bà Triệu Thị Giang cũng không nhỏ. Bà Giang là một cán bộ lãnh đạo của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Giang. Chồng bà Giang là ông Mạc Văn Cường. Em rể ông Vinh thì giữ chức vụ Phó Công an thành phố Hà Giang. Đó là chưa kể nhiều người khác trong gia tộc của ông Vinh. Bà con của bí thư tỉnh Hà Giang đang chia nhau làm lãnh đạo nhiều ngành, nhiều cấp khác nhau. Dẫu thời điểm ấy, ông Vinh khẳng định không cảm thấy vui vì những người trong gia đình được bầu bổ nhiệm làm lãnh đạo. Tuy nhiên vì tình cảm thua nguyên tắc, thành ra không thể ngăn cản việc thân nhân trở thành cán bộ chủ chốt lãnh đạo nhiều ngành nhiều cấp đúng quy định của đảng nhà nước nhưng chắc chẳng ai tin công chúng không chỉ thông tin cá nhân ông vinh mà còn mỉa mai cả hệ thống công quyền việt nam vì chỗ nào cũng thấy cảnh gia đình gia tộc chia nhau phục vụ cách mạng ở đủ mọi ngành mọi cấp như gia đình gia tộc ông vinh do sự bất bình càng lúc càng tăng năm ngoái chính phủ việt nam phải tổ chức thanh tra bổ nhiệm người nhà cho dù Hà Giang chỉ là một trên 11 địa phương được xem là nóng bởi hiện tượng bổ nhiệm người nhà vào giữa năm ngoái, Bộ Nội vụ của Chính phủ Việt Nam tuyên bố là đã khắc phục những sai sót trong việc bổ nhiệm cán bộ, công chức, đồng thời đã xem xét, xử lý trách nhiệm những tập thể cá nhân có liên quan, song ông Vinh vẫn yên vị. Trở lại với vụ sửa nâng điểm cho 114 thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2018 ở Hà Giang, ông Vinh cho rằng các cháu không có lỗi gì cả con tôi năm nay thi tốt nghiệp như thế này, không phải là lỗi của cháu, không phải là lỗi của tôi. Báo chí cần định hướng tốt để dư luận có cái nhìn tốt nhất. Còn lãnh đạo nói chung chất lượng học có đúng như thế hay không mới là quan trọng. Ông Vinh cũng đã thể là sẽ xử lý nghiêm, công chúng có tin hay không cũng chẳng sao. Rồi nước mắt bức thư nữ thủ khoa chăn lợn gửi bí thư Hà Giang. Người có thực tài phải đi chạy bàn không có việc, kẻ được năng điểm lại nghiễm nhiên về làm quan. Nữ thủ khoa đi chăn lợn từng rơi nước mắt gửi thư tới bí thư Triệu Tài Vinh. Bức thư chứa đầy nước mắt, ấp ủ bao hy vọng của Hà đã được gửi tới ông Vinh từ hơn một năm trước. Thật tiếc là tâm nguyện của em không thành sự thật. Thông tin về nữ thủ khoa xuất sắc Đại học Sư phạm Hà Nội 2, em Bùi Thị Hà, chú tại thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Hơn một năm qua, mơ ước làm cô giáo chưa thành. Hiện em ở nhà nuôi lợn đi chợ bán rau đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Theo đó, năm 2016, Bùi Thị Hà vinh dự là một trong 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, một sự kiện thường niên do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Điều ít ai biết rằng dù nhiều cơ hội và mời chào từ không ít trường tại Hà Nội, nhưng nữ thủ khoa Bùi Thị Hà vẫn mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ về quê hương Hà Giang để dạy học. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, Hà đã mạnh dạn gửi bức tâm thư cho bí thư tỉnh ủy Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh, để nói lên nguyện vọng mong muốn được cống hiến cho quê hương. Tuy nhiên, hơn một năm qua, nữ thủ khoa chỉ nhận được lời hứa. Và để duy trì cuộc sống và duy trì giấc mơ, gieo con chữ cho trẻ em hậu, gieo con chữ cho trẻ em vùng cao, hàng ngày Hà phải chăn lợn, trồng rau, bán rau quả. Nữ thủ khoa Bùi Thị Hà cho biết, đã gửi tâm thư đến Bí thư tỉnh ủy Hà Giang sau khi được vinh danh tại Văn miếu Quốc tử giám với mong muốn được góp sức cho quê hương Hà Giang. Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trích đăng bức thư do nữ thủ khoa Bùi Thị Hà gửi đến Bí thư Triệu Tài Vinh hơn một năm trước. Kính gửi chú Triệu Tài Vinh, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Giang. Cháu tên là Bùi Thị Hà, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1994, thường trú tại thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang. Cháu được biết chú là người lãnh đạo có tâm và đã cống hiến rất nhiều cho tỉnh Hà Giang. Hôm nay cháu mạnh dạn viết tâm thư này gửi đến chú, mong chú bất chút thời gian quý báu của mình để lắng nghe vài lời tâm sự của cháu, một người dân trong tỉnh, một thế hệ trẻ khao khát cống hiến cho tỉnh nhà. Thưa chú, cháu sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo của xã Ngọc Đường. Bà nội cháu đã ngoài 80 tuổi, bố cháu làm phụ xây mỗi ngày được 100.000 đồng, nhưng đó lại là trụ cột của gia đình cháu. Ngày nắng thì không sao, nhưng ngày mưa không có việc, người ta không thuê bố cháu, thì cả nhà lại không có tiền để trang trải. Mẹ cháu làm nông, quanh năm với mảnh vườn nhỏ, chắt chiêu từng mớ rau, đạp xe ra chợ bán. Bố mẹ cháu lại phải nuôi ba đứa con ăn học, nên cuộc sống khá chật vật. Năm 2010, bố cháu qua đời trong một tai nạn giao thông, khi đi chở nước rác người ta cho về để mẹ cháu nuôi lợn. Tai họa ấy là cú sốc lớn đối với gia đình cháu. Biết rằng ở đời, ai mà chẳng phải trải qua sinh ly tử biệt, nhưng tai họa này lại đến với gia đình cháu quá sớm. Bố cháu mất, khó khăn chồng chất khó khăn. Một mình mẹ cháu, người mẹ chỉ có 38kg và giả hơn rất nhiều so với tuổi của mình, phải đương đầu với sóng gió của cuộc đời để lo cho ba chị em cháu được ăn học. Thương mẹ, cháu và chị gái nhiều lần có ý định nghỉ học để đi làm thuê giúp mẹ. Nhưng may mắn thay, mẹ cháu gạt đi suy nghĩ đó của chúng cháu. Mẹ nói, nếu thương mẹ thì phải học thật giỏi, không có con đường nào giúp nhà mình thoát nghèo bằng con đường học. Dù mẹ có phải vay mượn, vất vả thế nào, mẹ cũng chịu để nuôi các con nên người. Từ đó, ba chị em cháu lao đầu vào học để hy vọng tương lai có một cuộc sống tốt hơn để báo đáp ơn mẹ. Từ năm 2012 đến 2014, gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo vì một mình mẹ cháu phải nuôi hai con học đại học ở Hà Nội và một em trai học trung học phổ thông chuyên tỉnh. Bà nội vì tuổi già bệnh tim, gia đình không có tiền chạy chữa kịp thời nên bà đã đi theo bố cháu. Năm 2014 đến 2015, xã xóa nghèo nên gia đình cháu trở thành hộ cận nghèo. Đến năm 2016, do chính sách xây dựng nông thôn mới của tỉnh nên gia đình được xóa nghèo. Nhưng thực tế kinh tế gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì lao động chính vẫn là mẹ cháu. Chị gái của cháu đã tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia và hiện tại vẫn chưa xin được việc. Cháu tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và là thủ khoa xuất sắc. Em trai cháu hiện đang là học viên trường sĩ quan chính trị. Thưa chú, ngay từ nhỏ, cháu đã ước mơ mình sẽ thành một cô giáo, gắn cuộc đời mình với biết bao đứa trẻ ngây thơ. Ước mơ đó luôn theo cháu trong từng hơi thở, thôi thúc cháu nỗ lực từng ngày. Năm 2012, cháu thi đỗ khoa ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Cháu nhận được học bổng tiếp sức đến trường do thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với báo Tuổi trẻ trao tặng cho tân sinh viên nghèo đậu các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2015, cháu nhận được học bổng Furio của quỹ hỗ trợ đào tạo Nhật Bản dành cho sinh viên nghèo có thành tích học tập xuất sắc. Tháng 3 năm 2015, cháu giành được giải nhì cuộc thi tài năng khoa học trẻ trường đại học sư phạm Hà Nội 2. Tháng 6 năm 2016, cháu tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với tấm bằng xuất sắc và nhận được giấy khen của hiệu trưởng tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động phong trào cấp khoa, khóa học 2012 đến 2016. Ngày 28 tháng 8 năm 2016 tại Văn miếu Quốc tử giám, cháu vinh dự được thành phố Hà Nội vinh danh là một trong 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khi mới ra trường, cầm tấm bằng đại học trên tay, cháu muốn được đi làm, được tận hiến cho quê hương Hà Giang. Thế nhưng cháu rất buồn chú ạ. Cháu ra trường được 3 tháng rồi mà vẫn chưa thể làm được gì. Hồ sơ của cháu đến nay vẫn ở nhà bởi không một cơ quan nào nhận. Cháu đã từng mang hồ sơ ra tận Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo để nộp nhưng họ đều không nhận với lý do không có chỉ tiêu. Cháu tìm hiểu và được biết có chính sách thu hút nhân lực về làm việc tại tỉnh. Cháu vội vàng mang hồ sơ ra nộp nhưng sở nội vụ lại trả lời chính sách đó đã tạm dừng thưa chú các cụ ta đã dạy bàn tay ta làm nên tất cả có sức người sỏi đá cũng thành cơm cháu có đôi bàn tay bởi vậy nếu không được làm giáo viên cháu vẫn có thể làm các nghề khác để kiếm sống để tồn tại cháu đã từng làm chạy bàn cho quán bia nhà chị họ ở mậu duệ yên minh từng làm phục vụ ở quán cơm cây bàng ở gần sở giáo dục nhưng chú ơi bỗng dưng cháu lại cảm thấy tiếc cháu tiếc cho sự nỗ lực, cố gắng của bản thân suốt 16 năm vừa qua. Cháu tiếc cơ mẹ cháu, người mẹ đã phải nhặt từng mớ rau, bán từng vác mía, nuôi từng con lợn, chắt chiu dành dụm từng đồng, từng hào, để cho con cái được bước vào đại học. Cháu tiếc tiền học phí học bổng mà nhà nước và một số đơn vị tổ chức đã bỏ ra, ủng hộ giúp đỡ cháu. Thưa chú, tỉnh ta luôn luôn động viên con em đi học, nâng cao trình độ, Tỉnh nói rằng sẽ cố gắng giải quyết việc làm cho con em địa phương, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại tỉnh. Nhưng chính sách đó có thật không hả chú? Hay chính sách vẫn mãi chỉ là chính sách? Chú ạ, à, thời gian qua cháu đã cố gắng hết mình, bởi mong muốn được đi làm, được giúp đỡ mẹ, được cống hiến cho quê hương. Phải chăng ước mơ đó là quá xa xỉ? Một ước mơ được làm việc, được cống hiến cho quê hương thôi, sao mà nó lại trở nên khó khăn đến vậy? Thưa chú, liệu rằng còn có một câu chuyện cổ tích nào đó dành cho một nàng lọ lem như cháu hay không? Hay là cuộc đời sẽ mãi mãi chỉ là thực tế của một vòng tròn quẩn quanh, cao thấp? Nhưng dù sao, cháu vẫn rất tin tưởng, kỳ vọng vẫn sẽ còn những cái tâm, cái tầm và cái đức trong cuộc đời này để cháu có thể thực hiện ước mơ, thắp lên niềm tin về một ngày mai tươi sáng. Mong chú sẽ cho cháu một con đường, một cơ hội để trở về, để được làm việc và để sống hết mình cho quê hương Hà Giang. Cháu xin hứa nếu được làm việc tại tỉnh Hà Giang, cháu sẽ cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện đức và tài để có thể trở thành một giáo viên giỏi, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Lời cuối, cháu xin chúc chú bí thư sức khỏe và cảm ơn chú đã bớt chút thời gian quý báu của mình để lắng để lắng nghe những lời tâm sự từ tận sâu thẳm đáy lòng cháu.